Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội. Quốc hội khóa 15 đã lựa chọn cái nội dung giám sát rất là đúng, rất là trúng với nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri và đại biểu Quốc hội. Tôi đồng tình đánh giá cao và nhất trí với báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội và các ý kiến của các đại biểu đã phát biểu trước tôi. Tôi xin tham gia nội dung về giải pháp thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong thời gian tới. Tôi xin tham gia hai nội dung. Nội dung thứ nhất là việc quản lý sử dụng tài nguyên đất đai. Quá trình tập trung đất nông nghiệp diễn ra rất chậm, chưa theo kịp với cơ cấu ngành nông nghiệp. Đây là yếu tố cản trở người dân và doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, người dân còn có tâm lý giữ đất. Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp không thỏa thuận được với người dân, dẫn đến diện tích manh mún, không đủ mặt bằng để nhà đầu tư yên tâm đầu tư. Đây là cũng là nguyên nhân để các ít doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Tôi đề nghị một số nội dung sau. Thứ nhất là chính phủ nghiên cứu quy định khuyến khích tập trung đất nông nghiệp. Thứ hai là người sử dụng đất được chuyển mục đích sử dụng đất sản xuất cây trồng vật nuôi. Thứ ba là xem xét xây dựng chính sách thuế đối với đất nông nghiệp nhưng bỏ hoang, không đưa vào sử dụng nhằm hạn chế tình trạng lãng phí nguồn đất đai. Tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội ngày 28 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà cho biết hiện nay còn 18.000 hecta đất lãng phí do các dự án chậm, dự án treo gây lãng phí tài nguyên đất đai. Nguyên nhân là do chậm giải phóng mặt bằng, quy hoạch thay đổi, lựa chọn nhà đầu tư trước đây kém năng lực, pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan của còn trồng chéo. Tôi cho rằng việc thu hồi đất do vi phạm còn rất là khó khăn, do nhà đầu tư được gia hạn 24 tháng, sau khi hết thời hạn, nhà đầu tư vẫn vi phạm. Để tháo gỡ khó khăn những tồn tại nêu trên, tôi đồng tình với giải pháp mà Bộ trưởng đã đưa ra là từ nay đến năm 2024 cần ban hành nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ để có cơ chế giải quyết những tồn tại và đề xuất giải pháp thu lũy kế tiền sử dụng đất, tiền thu đất đối với các dự án đầu tư chậm đưa vào sử dụng. Các quy định về sắp xếp lại xử lý nhà đất của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp tại luật quản lý sử dụng tài sản công và nghị định 67 thì chưa phân công rõ trách nhiệm giữa cơ quan trung ương và địa phương nên dẫn đến chậm triển khai thực hiện. Tôi đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành đẩy nhanh việc phê duyệt phương án sắp xếp nhà đất của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp trung ương, đồng thời làm các thủ tục bán tài sản công gắn liền với đất do các cơ quan doanh nghiệp quản lý để tạo nguồn thu sử dụng đất đảm bảo phát huy hiệu quả của nghị quyết số 115 năm 2020 của Quốc hội. Thứ tư là vấn đề lãng phí về cơ hội. Để tránh lãng phí thời gian của các nhà đầu tư, tôi xin đề nghị xây dựng hệ thống công nghệ thông tin về đất đai đến từng thửa đất phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ hành chính công, là công cụ kết nối liên thông giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế trong việc cung cấp thông tin về thửa đất và xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Cần thống nhất trong việc xử lý vấn đề đất đai tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp dự án bị chấm dứt hoạt động. Thứ hai, về đầu tư công, tình trạng không giải ngân vốn đầu tư công đã kéo dài nhiều năm, gây lãng phí về đất đai, nguồn nhân lực. Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, Chính phủ đã thành lập 6 tổ công tác để kiểm tra tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. Tuy nhiên, trong năm 2023, áp lực giải ngân vốn đầu tư rất lớn. Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư đã trình Quốc hội với lượng vốn năm 2023 còn cao hơn năm 2022 100.000 tỷ. Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tôi đề nghị Chính phủ quan tâm đồng bộ giải pháp. Điều này sẽ có ý nghĩa then chốt trong việc tạo ra năng lực phát triển và kích thích tốc độ chống lãng phí nguồn lực đầu tư công. Tôi đề nghị một là chuẩn bị các bước đầu tư từ sớm từ xa để đến năm 2023 có thể thực hiện ngay. Thứ hai là rà soát cắt giảm đơn giản thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện. Thứ ba là tháo gỡ khó khăn vướng mắc chồng chéo giữa các luật. Thứ tư là rà soát kế hoạch sử dụng đất, lựa chọn danh mục đầu tư công, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà đầu tư thực sự có năng lực, điều chuyển kế hoạch vốn từ doanh nghiệp chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt. Tôi xin hết, xin cảm ơn Quốc hội.